Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Mình vẫn là căm lợn, mình vẫn ăn hại như mọi khi. Vừa nay chúng ta sẽ nói về chiếc máy này, chiếc iPhone 10R. Có lẽ các bạn đều biết một cái vấn đề mà nhiều người đã bàn luận, tranh cãi, chỉ với nhau trong nhiều ngày vừa qua. Đó là về độ phân giải chiếc màn hình này. Nó chỉ đạt độ phân giải hơn HD Plus và chưa được đạt đến là gọi là Full HD. Nhưng mà chúng ta tạm gác cái vấn đề màn hình chiếc máy sang bên. Hôm nay sẽ cùng nhau đánh giá thật chi tiết chiếc máy này và mình sẽ tổng kết lại mọi điều vào cuối video. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video đánh giá chi tiết chiếc iPhone 10R ngay bây giờ. Đầu tiên nói về kích thước của chiếc máy này, thực ra thì nó không phải là quá to. Khi các bạn nghe đến cái màn hình là 6,1 inch nghe là kinh khủng khiếp. Nhưng thực ra thì do cái màn hình nó cũng tương đối là mỏng. Chúng ta sẽ kích thước của chiếc máy này nó nằm giữa chiếc iPhone 10 hoặc là 10S và chiếc iPhone 10S Max. Cái này thì sẽ rất là thích hợp cho các bạn nào mà muốn di chuyển từ nếu các bạn đang dùng iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 này mà các bạn muốn màn hình to hơn mà không muốn viền nó dày quá, nó to quá, nó công nghệ quá như 8 Plus hay như kiểu là 10S Max thì chiếc iPhone 10R này sẽ là kích thước khá là phù hợp dành cho các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy rằng chiếc iPhone 8 Plus màn hình 5.5 inch thì nó to rồi thì cái này tận 6,1 inch thì nó to như thế nào. Nhưng mà chính vì cái việc mà họ cắt bớt cái cằm và cái chán ở bên trên thì chiếc máy này cầm trong bàn tay sẽ khá là vừa vặn đối với những bạn nào mà cảm giác chiếc iPhone 8 Plus quá to. Chiếc máy này thì có đến 6 màu sắc khác nhau dành cho nhiều đối tượng khác nhau, tùy các bạn thích màu gì. Ngoài màu vàng này gọi là gì, vàng xoài hay vàng chuối gì đó mình cầm tay đây, thì các bạn hoàn toàn thì có những cái màu khác kiểu là đúng rồi, ngoài màu kiểu hồng san hô này, coral pink này, màu xanh này, màu trắng, màu đen này, các bạn còn có màu nữa là product red, giống kiểu iPhone 8 Plus trước kia đã từng có, thì sẽ rất hợp với các bạn nào mà thích kiểu mạnh mẽ, nam tính, có thể chọn màu đỏ hoặc đơn giản là màu đen. Nhưng mà quay trở lại với cái màn hình, các bạn có thể lưu ý rằng là mỗi một chiếc máy với phiên bản màu nào thì cái màu sắc trong hình nền nó sẽ là cái màu đấy. Nhưng mà khi các bạn bật màn hình lên, cái điều đầu tiên mắt sẽ đập vào mắt đó là cái viền màn hình. Mặc dù nó rất là cân xứng, nó đều các hai bên cạnh và cả trên cả dưới nhìn khá là ok về cái độ cân đối. Nhưng mà chính vì viền màn hình máy nó dày hơn khá nhiều khi các bạn so với 10S Max, 10S hay là iPhone 10 nữa. Thế là nếu mà các bạn cảm giác nhìn nhiều ở đây, mình thấy nó hơi khó chịu một tí. Bởi vì mình đã dùng quen chiếc iPhone 10, iPhone 10S rồi, viền nó mỏng rồi. Có rất nhiều smartphone khác có tay thỏ, không nhất thiết của Apple. Thì sang chiếc iPhone 10R này, các bạn sẽ cảm thấy rằng cái màn hình nó sẽ khá dày. Và nếu các bạn chấp nhận điều này thì hãy tính tiếp đến cái việc là sẽ mua nó hay không. Về thiết kế tổng thể chiếc máy này thì hoàn thiện vẫn rất là tốt. Nó vẫn là sản phẩm của Apple mà, mình không gì để chê cả. Bốn cạnh bao cong, cầm tay rất là thoải mái. Và cái khung viền ấy không phải là khung viền thép nữa mà sẽ là khung viền làm từ nhôm series 7000, giống với chiếc iPhone từ đời 6S, đời 7 đến 8. Chúng ta vừa có điểm lợi, vừa có điểm bất lợi. Điểm lợi là các bạn có thể có được thêm nhiều màu sắc. Nhôm mà anodize rất là nhiều màu rất là đẹp thì các bạn chọn máy lưng màu gì, hình nền màu đó và khung viền nó cũng màu đó luôn. Nhưng mà chính vì cái máy này có khung nhôm thì nó sẽ không cứng được bằng khung thép không gì, giống như trên iPhone 10, 10S, 10S Max. Khi rơi hoặc khi va đập thì cái việc xước, việc cấn, việc móp sẽ xảy ra nhiều hơn. Cái kính này thì mình không biết làm bằng Gorilla Glass mấy, nhưng mà theo như Apple chúng ta chỉ cần biết rằng là đây là cái kính bền nhất trên smartphone, the most durable glass. Nhưng biết như vậy thôi, nhưng mà được cái là nó chống bám vân tay tốt hơn khá là nhiều so với nhiều mẫu smartphone giá rẻ khác. Thì đó là về thiết kế chiếc máy này. Chúng ta di chuyển đến phần tiếp theo. Mà quên mất một điều, trước khi đi vào phần nội tạng bên trong thì mình nói luôn là cái máy này chính vì cái viền dày, chúng ta sẽ có thêm một điểm lợi nữa là mình có xem rất nhiều video drop test ở trên YouTube thì có lẽ tại viền dày nên là khi mà drop xuống thì cái máy này nó tồn tại khá là lâu, tại khá là vì cái viền dày nên máy khá là khỏe. Nên là các bạn có thể search trên YouTube drop test iPhone 10R thì cảm giác cái máy này rất là trông chó. Còn nếu mà anh em muốn xem video drop test của người Việt Nam làm như trên kênh của mình chẳng hạn thì mình sẽ làm drop test iPhone 10R khi nào kênh đạt 1 triệu sub khoảng tầm chục năm nữa, mình drop test hẳn 10 con iPhone 10R cho các bạn xem thế nhá. Về cái phần cứng nội tạng bên trong thì chiếc máy này có thể nói là nó đạt được sức mạnh gần ngang với iPhone 10S và 10S Max. Chúng ta vẫn có chip A12 Bionic này, vẫn có camera True Depth ở mặt trước để các bạn kiểu mở khóa Face ID, vẫn có camera chính nó bá đạo ngang với cả iPhone 10S, 10S Max. Cái nó thua ở đây là chúng ta sẽ bị bớt đi 1GB RAM so với chiếc iPhone 10S và 10S Max, cũng như là việc màn hình không sử dụng tấm nền OLED nữa mà sử dụng tấm nền là LCD IPS. Nhưng mà nó thật là nếu bạn dùng chiếc iPhone 10R này, mình chưa nói là nó có đáng cái mức giá hay không nhá, nhưng mà nếu các bạn dùng chiếc máy này thì nó vẫn sẽ mạnh hơn đến 99,69% các cái smartphone khác trên trường hiện giờ. Bởi vì cái chip A12 Bionic trên chiếc iPhone 10S, 10S Max 10R này nó cực kỳ mạnh, mạnh cách điên rồ luôn, rất nhanh, rất mượt. Và mình mặc dù là một fanboy của hệ điều hành Android, mình phải công nhận rằng Apple năm nay làm rất là tốt về cái phần cứng và phần mềm của họ, máy cực kỳ nhanh và cực kỳ mượt. Một số điểm nữa khiến chiếc máy này nó khá là tương đồng so với iPhone 10S và 10S Max đó là chúng ta vẫn có loa stereo mặt trước này, một loa trên phần loa thoại, một loa phần dưới tạo thành âm thanh stereo. Các bạn vẫn có sạc không dây ở phía sau lưng, bởi mặt lưng vẫn là màn kính. Cái này thì các bạn có thể mua những cái sạc không dây chuẩn chi về
vẫn sạc được thoải mái trên chiếc máy này. Và cộng vào đó là khả năng chống nước, nhưng mà chỉ là IP67 ngang với chiếc iPhone 10 thôi, chứ không là IP68 giống kiểu iPhone 10S hay là 10S Max. Cái phiên bản iPhone 10R màu vàng này mình mượn từ 7S thì nó là phiên bản hai SIM sách tay. Cái này cũng là một điểm mạnh nữa dành cho iPhone 10R. Đó là các bạn thì hoàn toàn săn những cái bản sách tay về, không cần làm gì khác thì các bạn thể dùng được hai SIM vật lý, SIM nano. Rất tuyệt vời. Và mình dùng mà thì thấy nó chẳng khác gì một cái smartphone hai SIM khác của các hãng Android cả. Dùng rất là ngon, không gặp vấn đề gì cả. Còn nếu bạn mua chính hãng tại Việt Nam thì mình biết là cũng sẽ có hai SIM, và một cái là eSIM, mà eSIM thì Việt Nam nó chưa phổ biến, thậm chí là chưa có hay sao, nó không phải là chưa phổ biến. Nên rằng nếu các bạn mà muốn sử dụng một phiên bản hai SIM thì hãy nhòm ngó những cái phiên bản sách tay hiện tại đang được bán tại 7S, link dưới phần mô tả video nếu anh em quan tâm. Nếu mà nói về thời lượng pin của chiếc máy này thì chúng ta có cái màn hình là màn hình LCD thì đương nhiên nó sẽ không tiết kiệm pin so với màn hình OLED rồi. Và chúng ta có màn hình lên đến là 6.1 inch. Thì lượng pin của nó chỉ có 2900 lẻ mấy chục mAh thôi. Thì liệu nó có đủ cho các bạn sử dụng trong vòng một ngày hay không, chứ đừng nói là 2 ngày. Thì phải nói rằng mình khá là ngạc nhiên về lượng pin trong máy này. Bởi vì không hiểu đó là do hệ điều hành iOS mới nó xịn hơn hay là do kiểu chip A12 Bionic nó xịn hơn, mà chiếc máy này được tối ưu rất tốt và thời lượng pin của nó có thể nói là gần ngang cơ với iPhone 10S Max. Cái 10S Max thì mình chưa đánh giá chi tiết, nhưng mà thanh niên Vinh Quật Vờ có đánh giá rồi. Thì các bạn thì tìm đâu đó ở trên YouTube, chắc bạn biết thanh niên đấy đúng không nhỉ? Xem video đánh giá của Vinh thì Vinh cũng rất là thích cái thời lượng pin của chiếc iPhone 10S Max. Và phải nói thật rằng mình dùng chiếc iPhone 10R này thì lượng dung lượng pin rất là trâu. Các bạn thì tưởng tượng rằng nó gần ngang ngửa với iPhone 10S Max thì dùng thoải mái như thế nào. Và có lẽ cái điều này sẽ đến từ hệ điều hành iOS mới họ tối ưu rất là tốt. Và con chip A12 Bionic nó vừa mạnh và nó vừa tiết kiệm điện năng. Các bạn hoàn toàn để dùng thoải mái cái này từ đầu đến cuối ngày. Tất cả cái nó bật từ Wi-Fi, 4G và thi thoảng có chơi game, lướt web các thứ. Và thời gian on screen mình đã từng trải nghiệm thì sẽ loanh quanh khoảng tầm 6 đến 7 tiếng, rất là trâu. Và mình không hề có cái gì phàn nàn về thời lượng pin của chiếc máy này cả. Camera của chiếc máy này cũng giống như trên bộ đôi siêu phẩm 10S, chỉ có điều thiếu đi ống kính tele phía sau. Còn camera trước thì giống y hệt. Thông số kỹ thuật lần lượt như sau: cảm biến có kích thước là 1/2.55 inch này, 12 megapixel, ống kính khẩu độ f/1.8, chống rung OIS, đèn flash hai tông màu gọi là quad led có 4 bóng ở bên trong ấy, và chúng ta sẽ có 7 megapixel và khẩu độ f/2.2 cho camera trước. Với cấu hình camera nó tương đối ngang ngửa so với iPhone 10, 10S, 10S Max như vậy thì cái điều bạn nhận được rằng là chúng ta vẫn chất lượng ảnh rất là tốt, không thua gì những flagship kia. Nhưng mà cái điều chúng ta thu thiệt đây là không camera phụ thứ hai thì các bạn sẽ mất đi hai thứ. Thứ nhất là khả năng xóa phông sẽ không tốt bằng so với iPhone 10, 10S, 10S Max. Và thứ hai, chúng ta sẽ không có năng zoom quang 2x. Nhưng mà cái này chưa chắc đã là hoàn toàn bất lợi. Bởi vì khi bạn có cái ống kính như thế này thì các bạn sẽ được cái máy rẻ hơn đúng không? Và khi chúng ta chuẩn xóa phông thì chiếc máy này vẫn chuẩn xóa phông rất là tốt. Đương nhiên không thể đọ được cả các cái mẫu cao hơn, bởi vì có hai con mắt để phân biệt chủ thể và background. Thì các bạn chụp sẽ có những cảnh xóa phông tốt hơn rất là nhiều. Cái máy này sẽ gặp khó khăn khi nào các bạn chụp ảnh kiểu dạng xóa phông trong điều kiện thiếu sáng, hoặc đơn giản là người mẫu của bạn tóc tai bay tứ tung ấy thì dễ bị lẹm vào tóc hơn. Nhưng mà cái điểm lợi ở đây đó là các bạn chụp ảnh xóa phông thì sẽ không phải sử dụng ống kính zoom quang 2x, mà chúng ta hoàn toàn có thể có chụp ảnh xóa phông ở góc rộng, khá là thú vị đúng không nào? Nhưng mà cái này thì cũng lại thiệt, khi các bạn chụp ảnh xóa phông mà muốn lại gần thì phải đứng dậy đi tiến lại chứ không zoom lên được. Trước khi đi đến kết luận thì mình sẽ nói thêm một chút về màn hình của chiếc máy này. Thì liệu cái trải nghiệm sử dụng của mình nó có khó chịu không khi cái độ phân giải màn hình nó chỉ được là HD Plus chứ nó chưa được Full HD. Thực sự mà nói thì sau khoảng gần một tháng trải nghiệm chiếc máy này thì mình nhận ra mình không còn khó chịu như lúc ban đầu khi mình đọc cấu hình màn hình của chiếc máy này nữa. Nó vẫn dài gì kiểu chưa được Full HD, kiểu cúi bắp máy hai mấy triệu chưa được Full HD. Nhưng mà khi mình trải nghiệm thì đương nhiên nếu mà đặt cạnh cái flagship kiểu độ giải quá đây hay thậm chí là chỉ là Full HD thôi, đặt cạnh chiếc máy này thì mình sẽ thấy rõ ràng những chiếc máy bên kia nó sẽ sắc nét hơn, nhìn chữ kiểu dạng nó gọn gàng, nó vuông thành sắc cạnh hơn. Còn chiếc máy này nhìn nó sẽ hơi dốt nếu các bạn đặt hai máy cạnh nhau để soi. Nhưng mà khi mình kiểu quên đi, mình dùng chiếc máy thôi thì mình hoàn toàn không hề cảm thấy khó chịu và quên đi hẳn những cái thông số màn hình kiểu chưa được Full HD. Và chúng ta có thể nói quay lại thời điểm trước kia khi chúng ta có iPhone 6, 6S, 7 này, iPhone 8 cái thứ này, thì cái màn hình mà Apple gọi nó là Retina Display thì cái mức PPI của nó vẫn xuất hiện trên này. Và fan của Apple vẫn sử dụng rất là trung thành và đâu có ai chê bai gì cả. Bởi vì cái mức PPI như vậy là vẫn đủ cho mắt nhìn chúng ta. Và ngoài cái độ phân giải ra thì chúng ta có những cái thông số khác đều rất tốt cho màn hình này. Từ cái độ sáng, từ góc nhìn, từ độ bao hòa màu sắc, tất cả đều rất tốt và mình không thể chê được điều gì khác. Đấy, như mình nói, mình chốt lại cái màn hình thôi. Cái rất là mệt khi mà mình review cái máy này cho các bạn là mình cứ cầm mình dơ lên một cái là màn hình nó sáng lên. Và chính vì nó không có cái 3D touch. Đấy, chính vì nó không có 3D touch thì chúng ta chỉ cần chạm tay vào đây là đèn flash nó bật, không cần bấm mạnh bấm nhẹ. Cái này sẽ là cái điểm tiếp theo mình nói với các bạn. Cái máy này chúng ta đã không có 3D touch, và nếu các bạn không sống được
khi mà thiếu tính năng này, như là mở nhanh camera selfie, post nhanh mở status trên Facebook, mở nhanh camera, thì các bạn sẽ phải suy nghĩ lại, bởi vì chiếc iPhone 10R này bỏ được tính năng body touch. Còn nếu các bạn không quan tâm thì nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn như mình đấy, cái khó chịu mình trải nghiệm vừa rồi là mình cầm cái máy lên để mình giơ cho các bạn xem, là nó sẽ tự được bật sáng màn hình đúng không? Và mình chỉ cần chạm tay vào đây, mình không cần bấm mạnh bấm nhẹ là tự nó bật đèn flash. Cái này sẽ rất khó chịu. Còn nếu đây là chiếc iPhone 10 thì mình phải bấm mạnh vào, bỏ tay ra thì nó mới mở. Đó, thì đó là cái trải nghiệm cơ bản nhất và gọi là gần gũi nhất với cái đời thực mà các bạn có thể nhận được khi chiếc máy này nó không có body touch. Chốt lại video đánh giá chi tiết chiếc iPhone 10R này thì mình xin kết luận như sau. Chúng ta vẫn có một chiếc iPhone vẫn chạy iOS, vẫn rất mạnh. Nếu mà đương nhiên khi bạn so sánh với dòng flagship cao cấp hơn, đó là 10S, 10S Max, thì chúng ta sẽ thua. Thứ nhất là khung viền không làm bằng thép. Cái này quan trọng của các bạn không? Nếu không thì nó là flagship đúng không nào? Chúng ta không có hai camera nhưng chất lượng vẫn rất tốt. Camera chính chụp ảnh không khác gì dòng XS và XS Max. Chúng ta vẫn có chụp ảnh xóa phông. Và nếu các bạn không quan tâm đến cái kiểu khả năng chụp ảnh xóa phông, kiểu tóc tai mờ mịt các thứ, kiểu thật là chi tiết, thì chiếc máy này vẫn thực hiện rất tốt. Vậy thì camera nó vẫn là flagship. Về cấu hình thì chúng ta sẽ bị cắt bớt đi 1GB RAM nếu các bạn so sánh với iPhone 10S, 10S Max, nhưng vẫn sẽ ngang với cả chiếc iPhone 10 ở mức 3GB RAM. Chip A12 Bionic thì rất mạnh không gì bàn. Vậy thì hiệu năng, bạn cần đa nhiệm không? Bạn mở 10 game một lúc để speed test như nhiều kênh khác không? Không đúng không? Thì hiệu năng sẽ không phải là vấn đề gì cho các bạn. Các bạn vẫn có sạc không dây, vẫn có chống nước IP67, vẫn có một thiết kế rất là cao cấp và nhiều màu sắc tươi sáng khác nhau để các bạn lựa chọn. Vậy thì kết luận lại về trải nghiệm người dùng thì mình thấy chiếc máy này vẫn là một chiếc máy rất đáng mua. Chúng ta vẫn trải nghiệm iOS mượt mà, tất cả tính năng rất ok. Thậm chí các bạn vẫn có bản 2 SIM nếu chọn hàng sách tay, link của 7S ở dưới. Chúng ta vẫn có một camera tốt, một màn hình tốt, mặc dù độ phân giải không được cao. Thì xét về tổng thể, đây vẫn là một chiếc iPhone tốt và đáng để sử dụng. Còn nếu các bạn đem nó ra để so sánh rằng là 21 triệu thì tôi mua máy Android của hãng này, tôi mua Xiaomi của thằng kia, tôi mua OnePlus các thứ nó sẽ ngon hơn, thì đó sẽ là khẩu vị của từng người. Đương nhiên các bạn sẽ có những cái thứ khác tốt hơn nếu các bạn dành tiền mua những smartphone khác. Nhưng nếu bạn là người dùng iOS, bạn đang sử dụng ví dụ như iPhone 7 hoặc iPhone 6S, thì mình thấy rằng đây là một chiếc máy hoàn toàn đáng để trải nghiệm và mình không hề có gì để chê nó được cả. Ngoại trừ cái việc rằng với cái mức giá như vậy, Apple hoàn toàn có thể làm tốt hơn với cái màn hình này. Và đó là video đánh giá chi tiết cho iPhone 10R. Hy vọng mọi người thấy video thú vị và đã đem lại cho các bạn những thông tin hữu ích. Nhớ để lại một like cho video này và bấm subscribe bên dưới để chúng ta gặp lại nhau trong nhiều video khác. Như vậy thôi. Các bạn có thể follow mình trên Instagram, Facebook, link dưới phần mô tả video. Tham gia cộng đồng số để chúng ta cùng nhau chém gió. Và kênh sẽ đạt 90.000 sub rồi. Mình sẽ giveaway một món quà cũng tương đối lớn. Còn bây giờ xin chào anh em. Hẹn gặp lại.